Tự Gỗ Trung Kiên xin kính chào tất cả anh chị ạ. Và trong buổi sáng ngày hôm nay ạ, bên em mới hoàn thiện xong một siêu phẩm anh chị nhé. Đó là một cầu voi. Vâng ạ, một cầu voi hay là một gia đình nhà voi chế tác trên chất liệu là gỗ bách xanh Mộc Châu anh chị nhé. Và anh chị cũng biết là tượng voi trong phong thủy ạ, được rất là nhiều nhà anh chị có thể là dinh về làm những cái tác phẩm phong thủy chị nhé, được bày trong trang trí của ngôi nhà này, không gian phòng khách nhà mình này, để mang lại tài lộc, mang lại sự may mắn đấy chị nhé, và mang lại rất là nhiều cái ý nghĩa khác nhau ạ. Và bây giờ em sẽ xin thông báo kích thước và giá để chị có thể là cân đối ạ, và em sẽ đi gần đến tác phẩm để chị có thể ngắm từ những cái đường nét chi tiết nhất đấy chị nhé. Vâng ạ, kích thước là cao là 65 ạ, ngang là 86 ạ, và chiều sâu là 25 đấy chị nhé. Và giá thì bên em đang giao lưu với giá là 11.500.000 đồng. Vâng ạ, 11.500.000 đồng. Anh chị đã sở hữu được một cái tác phẩm phong thủy chị nhé, để làm một cái tác phẩm mang đầy ý nghĩa cho không gian phòng khách nhà mình, để tạo lên cái sự sang trọng anh chị nhé. Vâng ạ, và bây giờ em và cùng anh chị sẽ đi gần đến tác phẩm để ngắm từ những cái đường nét anh chị nhé. Đấy chị ơi, trước tiên đây là một cầu voi chị nhé. Đấy ạ, một gia đình đây. Vâng ạ, đang đứng dưới một cái cây tùng cổ thụ anh chị nhé. Vâng ạ, cây tùng, vâng ạ, bách niên giai lão ạ. Vâng ạ, mang lại cái sức khỏe dồi dào chị nhá, mang lại cái sự trường thọ. Và với những cái tán tùng thì bên em cũng châm tỉa chị nhá, châm tỉa rất là sắc nét này, moi móc sạch sẽ canh bong và di sần này chị nhá, di sần từ những cái thân cây này đấy, để tạo nên một cái tác phẩm, một cái cây tùng già cỗi chị nhá. Đấy, từ những cái thân cây bên em cũng làm những cái hang hốc rất là già luôn, vâng ạ, để tạo lên một cái cây tùng cổ thụ đấy ạ. Và bên dưới đây là một đàn voi chị nhá, vâng ạ, hay còn gọi là một gia đình nhà voi. Vâng ạ, đây là một cái người voi, vâng ạ, một cái người bố ấy chị nhá. Đấy ạ, là một cái chú voi rất là lớn này. Đấy ạ, và bên cạnh đây là một người vợ và với những cái đàn con ấy chị nhá. Đấy ạ, và người bố thì đi đầu để có thể là cầm đầu ấy chị nhá, cầm đầu để dẫn những người con và người vợ của mình đi theo sau. Vâng ạ, để tạo lên một cái tác phẩm mang đầy ý nghĩa và một cái gia đình rất là hạnh phúc ấy chị nhá, theo một cái đường lối, một cái truyền thống ạ. Vâng ạ, một cái gia đình giáo dục ấy chị ơi. Đấy, một cái tác phẩm rất là đẹp. Đấy ạ, và một cái tác phẩm mang đầy ý nghĩa trên phôi gỗ bách xanh ấy chị nhá. Gỗ bách xanh thì có một cái chất gỗ rất là thơm ấy chị nhá, thơm dịu nhẹ để tạo lên một cái không gian chị nhá, một cái không gian ấm cúng ạ, và có thể là làm cho cái tinh thần chúng ta thoải mái chị nhá. Đấy, một cái tác phẩm rất là ý nghĩa. Và anh chị cũng biết là voi trong phong thủy ạ, biểu tượng của sức mạnh ấy chị nhá. Đấy ạ, có một cái sức mạnh rất là vững chắc ấy chị nhá. Đấy ạ, thu hút tài lộc, mang lại cái sự may mắn này. Đấy ạ, là một cái tác phẩm mang đầy ý nghĩa. Và với những cái vòi voi chị nhá, với những cái vòi voi của mình thì có thể là hút nước ấy chị nhá. Đấy ạ, có thể là mang cái ý nghĩa là hút nước, và có thể mang lại cái tài lộc chị nhá. Đấy ạ, mang lại cái của cải vật chất này. Và trong phong thủy học thì nước ấy chị nhá, nước là biểu thị cho sự dồi dào chị nhá, mang lại cái sức khỏe dồi dào này. Đấy ạ, một cái tác phẩm mang lại cho gia chủ và những cái điều may mắn tốt đẹp nhất này. Đấy ạ, một cái tác phẩm, một cái gia đình ấy chị nhá, hoặc cái tác phẩm này có thể là biểu tượng cho cái sự tài lộc, cầu con cầu cái chị nhá. Đấy, những nhà anh chị nào mà những cặp vợ chồng mà cưới nhau, vâng ạ, hiếm muộn đấy chị nhá, thì có thể dinh tác phẩm này về, vâng ạ, để có thể là cầu những cái người con của mình khỏe mạnh đấy chị nhá, hay ăn chóng lớn như những chú voi này. Đấy, có một cái sức khỏe rất là dẻo dai, rất là khỏe mạnh như chưa. Đấy, và tượng trưng cho sự hòa thuận đấy chị nhá. Đấy, tượng trưng cho một cái gia đình hòa thuận đây chị ơi. Đấy, theo một cái đường lối này. Đấy, người bố đi đâu thì những cái người vợ và người con đi theo đấy này. Đấy ạ, theo một cái truyền thống, một cái đường lối giáo dục đây chị ơi. Và với những cái tác phẩm voi này thì chị nên bày trong không gian phòng khách đi chị nhá, nên trưng bày trong không gian phòng khách, hoặc anh chị có thể là bày trong cái phòng làm việc đi chị nhá, trưng bày trong cái phòng làm việc để tạo lên một cái tác phẩm phong thủy chị nhá. Và đặc biệt này, chị nào mà đang làm trong chốn kinh doanh, vâng ạ, muốn thăng quan tiến chức này, muốn cái công việc của mình ổn định, vâng ạ, tránh những cái điều thị phi, thì chị có thể dinh tác phẩm này về chị nhá. Đấy ạ, còn anh chị trưng bày trong không gian phòng khách để tạo lên một cái không gian ấm cúng này, mang lại tài lộc, mang lại sự may mắn ạ, và mang lại vô vàn rất là những cái ý nghĩa khác nhau ấy chị nhá. Đấy, voi thì mang lại rất là nhiều tài lộc rồi, mang lại cái sức khỏe dồi dào ấy chị nhá. Và đặc biệt là tượng voi bằng gỗ thì bên em cũng có những cái tay nghề nghệ nhân ấy chị nhá, tay nghề nghệ nhân rất là lâu năm này, tâm huyết nhất với nghề này, có thể
thể chế tác các cái tác phẩm rất là đẹp chị nhá. Từ những cái tán tùng thì bên em cũng moi móc sạch sẽ và rất là kỹ chị nhá. Đấy, châm tỉa và đục những cái tầng lớp rất là đều chị nhá. Đấy, từ những cái thân cây thì di sẵn hết lên rồi. Và với những cái chú voi thì đục thần thái rất là sắc nét đấy chị nhá. Và tác phẩm này thì duy nhất là có những cái vòi voi chị nhá. Có những cái ngà voi ạ, có những cái ngà voi là bên em có ghép thôi chị nhá. Có những cái ngà là bên em có ghép và thôi. Còn đâu là những cái voi và cái thân hình chú voi để là hàng liền hết chị nhá. Đấy, một cái tác phẩm rất là giá trị trên một cái phôi gỗ gốc hàng liền. Và em xin thông báo lại kích thước và giá này chị thể là cân đối chị nhá. Kích thước là ngang là 86 ạ, cao là 65 và chiều sâu là 25. Và giá thì bên em giao lưu với giá là 11.500.000 đồng. Và giá thì bên em cũng đã bao gồm phí vận chuyển rồi. Và anh chị nào muốn sở hữu tác phẩm thì có thể nhấc máy trực tiếp alo của bên em qua số hotline 0836776688 chị nhá. Để sở hữu tác phẩm, hoặc anh chị có thể đến trực tiếp cơ sở bên em ạ, 59 Cầu Tây nằm trên đường quốc lộ 38 ạ, là ngày Mộc Đông Giao, Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương anh chị nhá. Để ghé qua có thể là thưởng lãm những cái tác phẩm đẹp bên em và có thể là cùng hữu duyên tác phẩm và có thể là uống những cái ly trà bên em ạ, để có thể là cùng giao lưu và cùng hữu duyên anh chị nhá. Và bên em cũng xin cảm ơn tất cả anh chị đã vào đồng hành video của bên em. Và xin chào tất cả anh chị, hẹn chị trong những video tiếp theo ạ.